Lễ hội đền thờ Đô đốc đài Lương Quận Công Lê Quốc Hoạch lần đầu tiên được tổ chức phục dựng, đề nghị công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh và đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là nơi đồng bào các dân tộc trong huyện tự hào về trang sử của quê hương đất nước và gửi gắm những ước vọng về cuộc sống thanh bình hạnh phúc. Diễn ra vào ngày 16 tháng 2 năm 2024, tức ngày 7 tháng Giêng âm lịch, tại thôn Trường Khạc, xã Đồng Lương, nhằm tôn vinh và tưởng nhớ Đô đốc tướng quân Lê Phúc Hoạch, người đã có công trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, phó tá Lê Lợi đánh thắng giặc Minh xâm lược. Phần lễ gồm lễ rước đất, lễ rước nước, lễ cúng thần, lễ dâng hương, lễ khai hội. Phần hội tổ chức không gian nghệ thuật công chiêng chào mừng trong chuỗi hoạt động của lễ hội, thi đấu các môn thể thao truyền thống, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, ném còn, đánh quay, bóng chuyền. Bên cạnh nhiều lễ thức cùng những trò chơi, trò diễn dân gian truyền thống, sẽ diễn ra chương trình ca nhạc mừng Xuân Giáp Thìn, trích đoạn treo do Nhà hát Văn hóa Truyền thống tỉnh Thanh Hóa lưu diễn phục vụ nhân dân. Sẽ là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng lễ hội đền thờ Đô đốc đài Lương Quận Công Lê Quốc Hoạch năm 2024 vào lúc 19:30 ngày 15 tháng 2 năm 2024, tức ngày 6 tháng Giêng âm lịch, tại Trung tâm Văn hóa xã Đồng Lương. Lễ hội nhằm nêu bật công huân, sự nghiệp của Đô đốc đài Lương Quận Công Lê Quốc Hoạch trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với thúc đẩy du lịch địa phương ngày càng phát triển.